Mẫu tiếp theo giới thiệu đến mọi người là mẫu công danh phú quý. Ở cái mẫu này thì được vẽ là hình ảnh chim công và hoa đào, hoa mẫu đơn. Cái nền của cái mẫu này là nền trơn màu xanh. Đây, như thế này gọi là nền trơn này. Đấy, mọi người nhìn nhé, nền màu xanh trơn, không có hình ảnh những cái cánh hoa. Mặt đằng sau thì được trang trí họa tiết là liên hoa cát tường, là hoa sen. Với cái mẫu này chúng ta cũng có thể bày được hai kiểu, là bày mặt hoa sen ra. Mọi người nhìn hình ảnh cái màu hoa sen nhé. Và bên hông của sản phẩm là hình ảnh hoa mẫu đơn, hoa đào. Đây, mọi người nhìn thấy hình ảnh hoa mẫu đơn và hoa đào. Chất men của sản phẩm thì rất là bóng rồi. Chất men thì rất là bóng và cái màu sắc của sản phẩm này được phối với nhau là rất là nổi bật. Còn đây là mặt chính của sản phẩm thì có hình ảnh là một cặp chim công. Và xung quanh thì được trang trí rất nhiều họa tiết là hoa mẫu đơn và hoa đào. Đối với cái sản phẩm vẽ vàng chúng ta nhìn thấy cái những cái họa tiết nó nổi bật, rất là nổi bật nhé. Nhìn cảm giác như kiểu là cái họa tiết này nó chúng ta dán nó vào ấy, nhìn cảm giác như vậy. Thực chất nó là bên trong men, rất là nổi bật trên cái nền riêng đối với cái hàng vẽ vàng. Mặt bên trên của sản phẩm thì chúng ta nhìn nhé, chim công và hoa đào, và một chim trống và một chim mái. Những bông hoa được tô điểm đan xen vào nhau. Ở đây là phần dưới chân.